Rồi, ruộng lưới nè mọi người ơi. Đây, cá nãy mần kho luôn nha mọi người. Đeo đầu cuộn lưới đi. Đây. Một cái rô. Một em nữa nè. Tụ cái tre đá kìa mọi người. Bập lù không? Tre đậm một lúc luôn. Đầu đá kìa mọi người. Nãy được kia kia rưỡi nãy về mần hết luôn nha mọi người. Mần một nửa thì kho, một nửa là muối sáng chiên luôn. Cái này hả, hôm giờ không có giăng lưới. Đây một em cá trê nữa. Đã rồi mọi người. Chết mẹ, nước chảy quá, gỡ cá cũng không kịp. Rất nùi. Ý, em chơi nữa. Đã không, nước chảy quá không hả, ngừng gỡ cá cái rồi nó trôi xuống đụng lưới rồi mọi người. Từ bự bự ngon quá. Trời nữa nè, ngon quá. Đây kìa mọi người. Làm không kịp. Làm không kịp luôn. Trời nữa nè. Wow. Đây nữa nè. Cá phi. Biển đụng người sao tàu tre bự nó. Đã ghê mọi người, chà bá luôn. Tự đen con nè, nó hai con sát bên luôn.
Hai em. Trời đang em nữa, ba em sát bên luôn. Ba con này nó đi quấn bài hay gì á, đi chung nè. Thừa đã quá mọi người ơi, ba em cách treo chỗ một sát bên với nhau. Nãy làm được ký rưỡi giờ chắc dây được ký rưỡi nữa mọi người, được 3 kg cá được rồi. Ngon rồi. Giờ này cũng 10 giờ mấy, 11 giờ đêm rồi. Giờ mình cuốn lưới về. Về xong cái mình ngủ cái 4 giờ phim đi cuốn bẫy chuột. Gỡ bẫy chuột về đang sáng mình đi mần sớm cho người ta mọi người. Tàu cá bành kỳ luôn. Ô cá. Mọi người xem nó nè. Ô nó bự. Khủng khủng khủng, cá này khủng thiệt. Bự mà dãi ha. Tàu nó bự đãi không mọi người, mê không? Trầu lưới đây, cá trê nữa nè. Cá này có trứng gì mọi người à, bụng chần chần luôn không. Đây một em rô biển nữa. Một em nữa nè. Từ hai em luôn. Hai em luôn. Đâu thôi, chạy rớt luôn. Cá tay xô nó rớt đằng kia chạy ra dướng lại mọi người. Mẹ mày số mày tới dữ lắm rồi. Rớt đằng kia chạy đây cũng dính. Thời khá đã hết rồi, giật tay lưới trước. Cá đúng là hết thời chứ,
Chứ cái tổng tưởng gì chạy ra đây dính lại. Lại kìa. Một em nữa. Đưa vô về đục bình cái phun hới ơi ha mọi người. Một em, chỗ này dính hai em luôn. Động lưới, nó chạy quá không kịp. Động lưới mọi người ơi, dễ bị rối lắm, nó chạy quá trụ luôn cái tre trần dần luôn mọi người. Ồ, con cá trê mập lúc cái đinh luôn. Mọi người xem con cá trê nè. Hết hồn cá trê thì chứ. Quá hể cá trê thật. Gỡ đã luôn. Gỡ đã luôn. Thôi nó kêu cạch 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 cạch. Cái trên nó kêu cạch 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 cạch. Nó nói với mấy con kia chết tụi mình rồi bay ơi. Đây một em nữa. Giải đầu dữ vô mày, giải đầu dữ vô mày. Ôi, ôi. Hai em một chỗ nè. Một em, đây em nữa nè. Đã kìa. Tổng 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 trước mọi người. Giải chấm chấm không. Đây. Giải ha con, đây em này. Giờ này cá nó mới chạy mọi người, nước ròng giờ nó mới chạy nè. Tại giờ 10 giờ mấy thì mình cuốn thằng khuya mình đi làm chứ thôi để chút nước cạn nữa cá ra dính nữa. Đã kìa. Giờ mới rộng nửa kinh nhiêu. Rồi hết rồi mọi người ơi. Cục đá. Triệu đá. Cục đá chỉ lợi hại lắm ạ. Ôi, đi về nhà cho mọi người xem kết quả nha. Này. Cần thử nhiều nha mọi người.
Ôi, 2,8 kg. Vậy là 2,3 kg. 2,3 kg với hồi nãy 1,5 kg nữa. Ồ, đã quá. 3 kg mấy cá. Ủa, cái trời bự ghê mọi người. Có phi nè. Có phi chần chần, có phi không? Đã ghê mọi người. Cái trời. Rồi, xin tạm biệt mọi người nha. Thấy hay hãy cho một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mọi người. Giờ đi mần mấy này bỏ tủ lạnh luôn.